anh em đã quay lại với channel của anh. Bộ này thì chắc anh em nhiều anh em đã xem rồi, nhưng mà xin một phút anh em ha. Tại vì cái ngày xưa ấy, mà lúc tại hạ làm cái bộ này ấy, là đọc cứ như là cục nhà đậu phộng ấy, nó trắng ra đọc dở. Hôm nay review lại cả bộ này, làm lại đọc cho anh em nghe cho nó thật là hay, như là bộ kiếm hiệp vậy đó. Và được luôn ha, bộ này là Trọng Sinh Khí Thế Quỷ Lai. 300 năm rồi, không ngờ nó nhận bị tác phụ lòng đó lại thành tâm ma lớn nhất của ta. Thôi không kính, tư tâm xin lỗi. Mày mà có thời không kính, xem ra lần này độ kiếp thành công rồi. Là hai người thời không kính đã thuộc về ta rồi. Là nhà quân Hỏa Thủy Tuyệt, ta coi các người như là người ta tín nhiệm nhất. Mà các ngươi lại vậy thì cùng chết đi. Không hay, hắn muốn tự bảo mau dọn. Một chiêu nổ kinh hoàng. Thế là men đã ra đi. Đáng ghét, không ngờ hắn lại tự bảo. Ít nhất thì có thể xác định là hắn đã chết rồi. Chỉ đáng tiếc là thời không kính đã. Nhưng tư tẩm, ta không sợ bị phản bội và cái chết. Nhưng kiếp này cuối cùng vẫn là ta đã phụ nàng rồi. Nếu như có kiếp sau, thế là ông trời đã thương tình cho men lại trọng sinh vào kiếp sau. Tổng hội thiền thượng nhân gian dạ. Nào nào nào, uống 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 đi, uống uống. Hay lắm hay lắm. Ta vậy mà lại trọng sinh rồi. Trác thiếu gia, anh đã mấy ngày không đến rồi đó, hôm nay muốn chơi thế nào đây? Cút. Ông đây vậy mà lại trọng sinh rồi. Kiếp này ta nhất định phải là thống nhất thiên hạ. Nhìn như một tên điên vậy à, cái tên này bị chập mạch não rồi sao? Ai xong rồi, cái tên này không phải là chịu đả kích lớn quá mà điên rồi đấy chứ. Cảnh sát kiểm tra, mau 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 chạy đi. Thôi không hay rồi, chuồn chuồn thôi, chuồn chuồn. Người thì chui trong bình, người thì bay lóc nhà, người thì chỉ còn mỗi một mình mình thôi. Nà ní, thế là bị lủng vào tù. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi lời anh nói sẽ là bằng chứng cho anh trước tòa. Số mệnh quá nhỏ, một tên phế vật bám váy đàn bà mà còn dám ra ngoài chơi gái thì chứ. Diệp tử mà nhìn thấy thì không biết sẽ có cảm tình gì nữa. À, một người phụ nữ hoang mỹ như vậy, vậy mà lấy gái cho cái tên phế vật thật là đáng tiếc. Còn không phải là vì người đó là họ Diệp muốn bám váy nhỏ Trác sao? Không ngờ Trác bất phàm, lại bị nhà họ Trác gạch tên rồi. Mấy cái tên cảnh sát này, mình chỉ còn 10 giây là xử lý được, nhưng mà tiếp theo phải làm thế nào đây? Dù sao thì cũng không thể trông mãi được. Wow, người vợ nghiêng nước nghiêng thành. Tiếp theo cái kịch hay để xem rồi. Xem sắc mặt có gì tứ tầm này thì Trác bất phàm hôm nay đen đuổi rồi. Cuộc hôn nhân chỉ còn lại trên danh nghĩa này cuối cùng cũng phải kết thúc rồi. Cô ấy muốn làm gì đây? Cánh này thật là bùng nổ, mày phải lên trang nhất mới được. Đánh đánh đánh, đúng rồi, đánh đi. Đánh cho chúng tôi có bài mà viết đi. Đã quá, cái cánh này đúng là trăm năm khó gặp mà. Đánh đi, đánh đi. Anh là anh nợ em. Ý bất phàm muốn như vậy rồi mà còn chưa về nhà, em là chết đi được. Cái tình huống gì đây? Anh không nghe nhầm chứ? Ôi, Diệp Tử Tẩm lại có thể không nổi trận lôi đình. Tình cảm của hai người họ tốt như vậy từ lúc nào chứ? Bỏ đi bỏ đi, vốn con tưởng rằng có gì đặc sắc chứ. Diệp Tử Tẩm lại có thể biến nhanh đến như vậy rồi.
Chu vị tổng giám đốc công ty diệt tử tổng. Làm phiền các anh rồi. Sau này nhà họ Diệp chắc chắn sẽ hậu tạ. À, không dám, không dám. Ý, Tư Tấm đối với mình tốt như vậy ư? Bất phàm mà, chúng ta về nhà thôi. Ôi vợ ơi, anh đến đây. Thế là có giả tổng hội. Không phải đã nói là đưa mình về nhà sao? Quả nhiên, vừa rồi chỉ là giả vờ. Ai? Một tên phế vật như mày, thật sự tưởng rằng Tư Tấm sẽ coi trọng mày ư? Ta khuyên mày nên sớm rời xa Tư Tấm đi. Lần này coi như mày may mắn, lần sau thì nó không chắc đâu. Ồ, cục diện hôm nay là do mày thiết kế à? Là tao thiết kế thì có làm sao, mày có thể thế nào chứ? Vậy thì tao đến nói cho mày biết là thế nào nè. Chết đi khốn khốn nạn, mày mày lại dám đánh tao? Mày là cái thá gì, tao đánh mày đây. Cũng dám nói tao phế vật nè, hôm nay tao đánh cho mày gọi bố luôn. Vừa hay tao đang không vui, mày lại đến trước cửa nè, cho mày chừa nè. Cút đi. À, phát tiết hơn tao rồi, tiến vào kiểu mẫu hiền giả thôi. Cảm ơn xe của mày nha. Ôi, lấy chậm thôi, đừng có đụng hỏng xe của tao đó. Nhà của Tư Tẩm. Anh về rồi à? Đến phòng em một chuyến đi. Ôi, lẽ nào cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi. À, vợ ơi, anh đến đây. Anh giúp em kiểm tra cái bóng đèn đi. Vì sao em đồ mãi rồi mà vẫn không sáng? Đứng từ cái góc độ này nhìn lên thì hóa ra là chỉ thấy bóng đèn à. Mình còn tưởng là không hay rồi. Cẩn thận. Ừ, Tư Tẩm, em còn sao chứ? Wow, đẹp quá. Anh thả em ra đi. Em ra đi. Cái gì chứ, anh chỉ sợ em ngã thôi. Anh ra ngoài trước đi. Trên bàn có thứ cho anh đó, lấy đi dùng đi. Nếu như mình có thể chịu tranh giành một chút thì tốt biết bao. Bên trong có 10.000, anh dùng trước đi. Đây là coi mình thành công tư bột rồi sao? Xem ra phải nhanh chóng tu luyện rồi, bằng không thì mình là người đã từng là tiên tôn, thật sự bị người khác coi thường rồi. Cố chuyển kim thần quyết, trọng sinh một kiếp rồi, mình nhất định có thể tu luyện thành tiên thể vẹn toàn. Làng nhà quật họ Thủy Tiên, các người đợi đó. Luyện khí 3 tầng rồi, theo tốc độ này thì mình rất nhanh có thể đột phá chí tiền thiên cảnh rồi. Đúng là tốc độ quá nhanh mà. Ngày hôm sau chạy như để bay đến vậy. Mời. Vâng, ra ngoài rồi xem. Có thể không mang theo chồng chứ. Đi thôi. Lão Vương, đi. Ý vợ yêu ơi, em đi đâu thế? Đưa anh đi theo với. Anh vợ từ lúc nào vậy? Muốn giỏi chết em hay sao? À, vừa lúc nãy là em không chú ý thôi. Bác cả, tìm em bàn chút chuyện. Anh muốn đi thì đi. Thế là xong. Quán trà. Tìm hoa ghẹo nguyệt liễu, bị bắt vì cái tội mại dâm. Thật là làm mất mặt nhà họ Diệp mà. Wow, đây không phải là bất phàm sao? Không bị bắt vào à? Chị họ của chúng ta như hoa như ngọc, gả cho cái lỗi bỏ đi này thật là đáng tiếc mà. Tư Tẩm, em ngồi đi. Cái lỗi bỏ đi. Có chuyện gì thì nói, không cần phải giễu cợt chồng tôi. Tư Tẩm à, bố biết công ty của con không chống đỡ nổi nữa rồi, hay là bán cho nhà họ Dương thì thế nào? Cha của dì Tư Tẩm, Diệp Khai Hà.
cái gì? Con trông đỡ đã vất vả lắm rồi, không bằng thì bán công ty đi rồi hưởng hạnh phúc an nhàn bố đều là suy nghĩ cho con. Đó là công ty của mẹ tôi, mấy người hưởng không chia lợi nhuận thì thôi đi, giờ công ty cái chút khó khăn lại con giấu bố bìm léo. Bố đều là vì tốt cho con đừng có mà không biết tốt xấu. Năm đó ép tôi gả vào nhà họ Trác, bây giờ lại ép tôi bán công ty. Các người chỉ là vì bản thân. Bác cả của Diệp Tự Tẩm, Diệp Khải, Khải Hải, hỗn trược. Mày là người nhà họ Diệp, vì nhà họ Diệp mày sinh là lấy đương nhiên. Hôm nay tao thấy bố mày dạy dỗ cho mày. Dám đến vợ của lão tử. Bác cả, người một nhà mà động tay động chân là không tốt đâu. Cút ra, đồ phế vật mày cũng muốn cản tao. Xem nà. Ê, đâu, buông tay. Chắc bất phạm mày buông tay. Ai cho mày cái lá gan đó? Còn không muốn buông tay thì đừng có trách bộ tao. À hồ già, bên trong thực sự có khách, không phải là tôi lừa anh. Ồ, phòng mà Tam Hổ tôi muốn thì ai dám không đưa. Tam Hổ, ai gãy tay rồi. Phòng này nhà họ Diệp chúng tôi đã đặt rồi, các người không biết tìm nơi khác hay sao? Lâu nè. Nà ní, hắn là dám đánh người. Nhà họ Diệp nào ở Kim Châu, sao tôi chưa từng nghe qua. Khốn nạn, bọn tao và nhà họ Trác ở Thành Châu là thông gia, nếu như mày không muốn chết thì mau xin lỗi đi. Thật là tìm từ chỗ chết mà, gan cũng không nhỏ nhỉ. Trừ thiên gia đó là tên lùn mà đứng đầu của Kim Châu đó, cả thành tây đều nằm trong tay hắn, chúng ta không đắc tội được đâu. Đáng ghét, nếu không phải tên phế vật Trác Bất Phạm nó bị nhà họ Trác đuổi đi thì chúng ta nào đến nông nỗi này chứ. Hồi già, tôn bố đều là hiểu lầm, tôi kính hổ già một ly. Mềm nắng rắn buộc, quá là mỹ nữ, cố sang một bên. Tổng giám đốc Diệp bà có phải không? Cùng tôi uống một ly rượu, chuyện hôm nay lên sẽ xóa thế nào? Cút ra, các người còn không đi là tôi báo cảnh sát đó. Rượu hôm nay có bất buộc phải uống. Vợ tao bỏ mày cút, mày không nghe thấy à? Bất phạm, mày chán sống rồi hả? Lại dám quản chuyện của tao. Chắc bất phạm, ai có muốn chết thì cũng đừng có liên lụy tới chúng tôi. Đúng vậy, từ tâm cô bồi tầm già chén rượu. Cô bồi tầm già chén rượu đi, với xin lỗi ngại nữa. Chắc bất phạm à, câu làm sao vậy? Tầm già chỉ muốn từ tâm uống rượu thôi mà, có gì đâu chứ. Cái bọn người rác rưởi của Diệp gia này. Cái đờ mờ, câm mồm hết cho tôi. Một lũ ăn bám phế vật chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Còn có các người nữa, mà cỡ mày là thiếu già hay thiếu chống gì? Dám như vậy trước mặt tao, tao sẽ khiến mày trở thành tử già. Đúng là không biết trời cao đất dày. Các anh em lại đã chết cho nó cho tao. Lũ phế vật. Nhẹ nhàng. Mày có quỳ xuống cho tao. Lì hả mày? Bà cái rằng Trác Bất Phạm lợi hại như vậy sao? Bất Phạm vợ à, anh có đẹp trai không? Trác Bất Phạm, ông đây sẽ không tha cho mày đâu. Ngu xuẩn. Từ tầm à, chúng ta về nhà thôi. À vâng. Trong phòng bao. Giám đốc Dương à, tôi thuyết phục người của nhà Diệp Tư Tâm rồi, đi khiến cô ta rồi, nhưng cô ta lại rất ngoan cố. Nếu cô ta đã không biết điều, vậy thì đừng trách ta ra tay nặng.
Nếu thôn tính thành công, tôi sẽ cho cậu 10% cổ phần Dương Thiên Thịnh. Đợi đến khi có tiền nhân đó không còn chỗ dựa nào, thì tôi sử dụng một chút thủ đoạn. Còn không phải là chúng ta có thể tùy ý chơi đùa rồi sao? Hôm sau, vì phải chuẩn bị đồ để tu luyện nên tiền mà tự tắm cho mình đã tiêu hết rồi. Lát nữa thì lại cần tiền nữa rồi làm sao đây? Ai không được, không được, không được. Nếu mình muốn được mọi người tôn trọng thì không thể ăn bám mãi thế này được. Hay là dùng linh phù rồi lấy tiền vậy? Năm đó linh phù của mình ngàn vàng khó cầu mà. Ừ, nhưng ở thời này thì 1.000 cũng không có. Hộ thân phù, kim quang phù, liệt diễm phù. Đã xong. Với cái tư cách là tiền tùng, mình vẽ mấy cái lỗi bộ cấp thấp này thôi, chỉ cần động tay một chút là xong. Đến lúc đó tự tẩm. Bác Phàm anh thật giỏi, người ta thích anh lắm đấy. Tôi xem hiệu quả nó thế nào. Hộ thân phù mở. Không, không phải chứ, không có phản ứng, lý nào tư thế của mình không đúng rồi. Làm lại nào. Làm đủ mọi loại tư thế. Hộ thân phù. Vãi thằng men, không có động tĩnh gì hết. Này này này, tao dù gì cũng là thiền tôn đó, mày phải cho tao chút mặt mũi chứ. Chà, ý có tác dụng rồi nè. Hả? Mày đùa với tao à? Mình không tin là không thể vẽ ra linh phù ra hồn. Cha 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 cha. Chỉ về được có 3 tấm, nhất định là do linh khí ở trái đất này thừa thớt quá. Công thêm cảnh giới của mình lại quá thấp nên mới như thế này thôi. Đúng nhất định là như vậy, nhất định không phải là do mình vẽ sai. Bất phàm à, lát nữa em đi dự tiệc, anh ăn cơm một mình nhé. Cái này tự tầm à, anh có thể cho anh thêm chút tiền không? Mấy hôm trước không phải em đã đưa cho anh rồi sao? À, anh không lấy không đâu, đổi lại bằng linh phù này nhé. Dạo gần đây tiền của công ty rất eo hẹp, anh dùng tiết kiệm nhé. Con tưởng rằng anh ấy suy nghĩ thông suốt thì ra vẫn như vậy. Tư tâm, em đợi mà xem. Dương Thiên Thành liền ám sát mình từng bước, rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? Trong lúc đi qua đường thì đi chết đi. Đây là bùa của bất phàm. Tại bệnh viện. Đây là bệnh viện ư? Bất phàm, sao anh ấy lại ở đây? Đào sáng ánh ngày hôm qua là lẽ nào là anh ấy đã thần bùa chú đã cứu mình? Tử ta mà thật là to đó nha. Mày cái tên khốn nạn này, nghĩ lên tới cái gì vậy? Tính vậy đi. Ê, tử ta mà em tính cái nào vậy? Mới tỉnh sao anh lại đến đây? Nghe nói em gặp tai nạn xe cộ, anh liền hầm canh gà mà đến nè. Sáng nay công ty có hội nghị quan trọng nên em phải đi trước rồi. Bất phàm, anh làm cái gì vậy? Anh đến công ty, em nghỉ ngơi đi. Bất phàm, anh thực sự có thể trở thành chỗ dựa cho em sao? Sao giống đông dịp vẫn chưa đến vậy? Anh vẫn chưa biết gì à? Dịp tổng đã xảy ra tai nạn rồi. Cái gì? Sao lại xảy ra tai nạn vào lúc này chứ? Công ty đang không ổn định, giám đốc dịp lại không có đây. Xem ra là vẫn chưa có kết quả rồi. Dương Thiên Thành lại lỡ tay mất rồi. Xem ra mình phải gấp rút tăng tiến độ rồi.
Dạ, con chủ tịch tới rồi. Giám đốc Diệp, không sao hết. Hôm nay tôi thấy cô ấy tham gia hội nghị. Mời. Không phải chỉ là một tên ăn bám thôi sao? Đùa cái gì thế? Anh là cái thá gì chứ? Một người chỉ biết ăn chơi đàn đúm đến hộp là thật là nực cười. Cậu không hiểu cái tình hình của công ty giờ với cái gì mà rồi thầy giám đốc Diệp tham gia hội nghị chứ? Dựa vào tôi là chồng của Tử Tầm. Thật tôi là đáng sợ. Bị anh ta nhìn thẳng, cảm giác cứ như là không thể cử động nổi. Anh không thể vào. Cút. Trạc bất phàm ở đâu? Tìm tôi có việc à? Dám đánh em trai tâm hồn của tao, tao muốn mạng của mày đi chết đi. Chỉ dựa vào mày thôi hả? Bảo vệ đâu, ném cái người này ra ngoài. Đó là mạnh tướng ngân hổ số 2 ở bên cạnh thiền già đấy. Bị một đánh quyền ngã nhào luôn rồi. Trạc bộc phàm không phải là một tên phế vật sao? Sao trở nên mạnh như vậy chứ? Làm sao đây, vừa rồi tôi còn mắng anh ta nữa. Đúng rồi, vừa rồi các anh có ý kiến gì về tôi thay thế Tự Tầm đến họp đúng không? Là làm gì có chứ, chúng tôi tán thành bằng cả hai tay. À, chúng tôi tin tưởng quyết định của Diệp Tổng. Ngài và Diệp Tổng là người một nhà, thầy cô ấy đi họp cũng chẳng sao cả. Vậy thì hội nghị bắt đầu thôi. Cô chủ tịch, 2 ngày sau, dồn lực tung quyền. Hử? Ây da, kém nhiều quá. Xem ra phải luyện thêm bồi nghiền đàn để gia tăng tốc độ tu luyện rồi. Luyện bồi nghiền đàn cầu lại có dược liệu lâu năm. Muốn mua thì phải có tiền, mà không có tiền thì chỉ có thể đi xin Tử Tầm mà. Do anh lại tiêu tiền hết nữa rồi. Làm sao đây? Mèn mà nghèo rớt mồng tơi lận. Công ty Tư Tầm thì gặp khó khăn. Hay là mình tự nghĩ cách vậy ta? Đi theo mình à? Hai anh em nào đây? Quen quen vậy? Sao rồi? Lần trước ta đến chưa đủ mạnh có phải không? Không phải, không phải. Lần trước là do chúng tôi sai, mong rằng trách tiên sinh đại nhân không giáp tiểu nhân. Lần này thiền gia của chúng tôi muốn gặp ngài, mong trách tiên sinh nỡ mặt. Bộ dạng của chữ thiền trong tưởng tượng à? Chữ thiền muốn gặp mình được, thú vị. Mình cũng muốn xem vua của thế giới ngầm này có bộ dạng như thế nào đây. Trong phòng bao, ông chính là chữ thiền gia sao? Sao lại không giống với tương tự của mình thế này? Cậu chính là Trác Bất Phàm, người đã đánh gục 2 thuộc hạ của tôi. Là tôi sao vậy? Không phục thì cứ đánh đi, nhưng đừng có đánh mấy cái chiêu đơn giản nữa. Còn giống gió. Muốn thăm dò mình à? Một cái nhẹ nhàng. Người ở Kim Châu có thể tiếp được một quyền của mình, không quá 3 người. Hắn chỉ dùng có một ngón tay liền có thể khống chế được rồi. Kim Hổ từng là bộ đội đặc chủng, sao lại bị cái tên thiếu gia phế vật này đánh lùi được? Sao nào, ông cũng muốn đánh với tôi có đúng không? Hiểu lầm rồi huynh đệ à. Huynh đệ này của tôi nghe nói hai đứa anh em trai bị cậu đánh nên xúc động nhất thời mà thôi. Hôm nay thiên gia gọi tôi đến, rốt cuộc là có việc gì? Cậu thanh niên à, công phu cao không có nghĩa là sẽ có sống tốt. Nếu như cậu đi theo tôi, thì tiền bạc quyền lực cậu muốn bao nhiêu cũng có. Tôi là ngại quá. Trước giờ chỉ có người khác đi theo tôi, chứ tôi không có hứng thú đi theo người khác. Thiên gia, thằng nhóc này đúng là không biết điều, có cần... Không cần đâu, người trẻ tuổi đầy nhiệt khí là tốt. Bây giờ đó anh ta chịu chút thiệt thôi là được rồi.
Cũng có thể hợp tác với chữ thiền này một chút. Dù sao thì mình cũng có chút chuyện không tiện ra tay. Nè 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 uống đi. Hả? Diệp Tư Tẩm cũng ở đây sao? À Diệp Tổng mà uống thêm cốc này đi. À không không, không rồi, không được rồi. Tôi không uống nổi nữa rồi. Diệp Tổng mà, chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, cô còn không uống là không chịu nỡ mặt tôi rồi đấy. Để tôi chút say cô rồi. Không phải là tôi muốn chơi cô thế nào thì chơi sao? Đơn hàng trong tay rất quan trọng. Nếu mình không uống. Tư Tẩm à, mới xuất viện cốc này cứ để tôi uống đi. Bất Phạm, sao nấy lại đây? Chỗ này chỉ phục vụ những khách hàng đặc biệt, sao nấy có thể vào? Anh từ đâu ra vậy? Vô cái gì mà đồ uống thầy cho Diệp Tổng? Dương Tổng à, đây chính là ông chồng vô dụng của Diệp Tổng đấy. Hắn chính là đứa con bị vứt bỏ của Trác Gia. Một con chó giống mà thôi. Con dám sủa bậy ở đây. Diệp Tổng à, có gả cho cái loại phế vật này đúng là đáng tiếc. Tha gả cho tôi còn hơn. Chúng ta trai tài gái sắc nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Chồng tôi có thế nào thì cũng không đến lượt anh nói. Quý Tư Tẩm giúp mình ư? Vương Tổng, dù gì tôi cũng là vợ của anh ấy. Xin anh tự trọng đi. Vì Tư Tẩm cô điên rồi hả? Cô đi thúi thà. Như cô mà giả vờ cái gì chứ? Ngồi mặt thì ra vẻ thục nữ, nhưng lén lút trên giường với bao nhiêu người còn chưa biết đâu. Thương trường có quy tắc, ngầm có thương trường. Việc này mọi người đều hiểu. Con giả bộ thành cao cái gì chứ? Muốn xé bỏ cái bộ mặt giả tạo kia của cô ta từ lâu rồi. Các người nói linh tinh cái gì vậy hả? Dám nhục mạ vợ của mình. Ôi trời. Xin lỗi vợ của ta ngay. Thì thôi, người lại dám ra tay đánh chết ta. Muốn chết có phải không? Xin lỗi mau. À, giết người rồi. Khốn nạn, mau buồn Vương Tống ra mau. Cút. Một cơ hội cuối cùng. Nếu còn không chịu xin lỗi, ta sẽ liền giết người. Thả ta ra. Ta xin lỗi. Tôi xin lỗi Diệp Tổng mà vừa rồi là tôi nói lung tung cả. Người đã nhân đầy lượng ngàn vạn chớ cùng chờ đợi với tôi. Tôi thực sự sai rồi. Cái này, đây có phải là kẻ nhu nhược sao mà mình biết sao? Quả thực là biến người. Đây không phải là anh hùng có mỹ nhân sao? Mỹ nữ liền lấy thân thể ra. Tướng hứa sao chứ? Làm sao mà cái cách đây lại dừng lại tại đây vậy? Chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện của mình tai quá sao? Nên không làm lay động được nàng ư? Trên xe. Lời nói mới rồi, anh không nên suy nghĩ nhiều. Em với anh kết hôn, một là vì gia tộc áp đặt, hai là bên cạnh em còn có mấy con ruồi, quá nhiều, nên tính có một bia để đạn. Anh biết rõ rồi. Khi nào mà mình có thể có được trái tim của vợ mình đây? Đây là, đó là hợp đồng thỏa thuận ly hôn. Cái này kỳ thật em không cần phải nói đâu. Cái này đúng là mấy năm qua, đúng là anh đã liên lụy nhiều tới em rồi. Sau khi ly hôn, để tránh sự chú ý của người ngoài thì chúng ta nên ở bên nhau trong thời gian này. Ở kiếp trước thì mình phế vật vô cùng, hỏi sao Tư Tẩm làm sao có trọng mình được chứ. Nhưng kiếp này Tư Tẩm nàng hãy đợi đấy đi. Xem đi, ta nhất định có thể làm cho nàng hạnh phúc. Mình vẫn nghèo như ngày xưa. Cảm ơn. Chú Vĩ nhận cậu nói gì? Có hàng cấm rộng khô hàng bên mình sao? Cái gì? Sản phẩm hạch tâm bên mình cũng bị lộ ra ngoài. Là có kẻ đã lấy phiên bản nghiên cứu sản phẩm mà. Ngon hàng kia vẫn chú ý bỏ khổng vậy sao?
Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập tới, rất khó để giải quyết trong một lúc. Tôi là đau đầu quá. Tiêu Tẩm, sao vậy? Công ty có vấn đề gì sao? Trong công ty bộ phận nào cũng có vấn đề, mất xích ở tài chính. Ngọt, đừng khóc. Anh sẽ giúp em vực dậy công ty. Ai lại dở trò còn chưa biết. Đó xem anh vô cái gì mà giúp tôi chứ. Kiếp trước thì công ty của Tự Thẩm xảy ra chuyện là do Dương Thiên Thành dở trò. Chắc chắn là hắn rồi. Alo, chủ tiền già. Tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện. Quán bà, làm tốt lắm. Công ty Diệp Tẩm thấm lỗ hổng tài chính sẽ mất xích. Mấy ngày xưa nữa, mấy ngày nữa là sẽ bị ta thu mua. Đi lúc đó, em ấy sẽ là nữ nhân của ta rồi. Để xem cái tình cốn trắc bất phàm rồi dâm hóng hết nữa hay không. Một viên đạn đủ tiễn hắn số âm phủ rồi. Dương Tổng nói, đêm nay không sấy không gì à. Đêm nay đưa dù đưa, đi hết mình đi. Quẩy sập cái nhà luôn. Ai gì? Ai chọc chó sủa nhiều gì? Người chính là Dương Thiên Tịnh. Trác Bất Phàm, sao mày lại biết chỗ này? Em ra ta không tìm sai chỗ rồi. Công ty Tự Thẩm là do mày, lại gặp chuyện là do mày à? Đúng thì thế nào? Mày cho Trác và mày to à? Mày chẳng qua chỉ là con cấu nhà có tàng. Tao chỉ tan xương nát thịt mày thì cũng không ai quản. Trác Bất Phàm, mày dập nát cái đầu rồi liếm sạch về cho tụi tao đi. Rồi mày ra tụi tao sẽ rủ lòng thương tha cho mày một mạng. Mặc kệ mày quyền thế thông thìa hay là gia tài bạc triệu, tao muốn giết ai kẻ nào ngăn cũng không ngăn cản được. Các người giết chết hắn cho ta. Giống trù Dương Tổng mà mày chết chết rồi. Đi chết đi. Anh giết người rồi. Nói đùa cái gì vậy? Một đá bay luôn. Đến phiên các người rồi. Ê, ngươi muốn làm gì? Năm đó, mày quỳ gối van xin Tử Thấm dẫn mày về công ty quản lý. Mày lại lấy ơn báo oán mưu tính của ấy. Lấy oán trả ơn nên đánh. Sau đó đến từng kẻ một. Rồi khi thế tức là khủng khiếp, toàn thân mình không nhúc nhích được rồi. Cho tới là Dương Bác Già. Người mà đông đến tờ thì cha ta chỉ chém người tay củi. Cha người, có là Thiên Vương Lão Tử thì ta cũng giết. Ta sai rồi, ta sai ngồi thì ngại ta mạng. Ngài muốn thứ gì ta cũng đều dâng. Ta không cần đồ của người. Á, ôi cái chân của tôi. Trác về già, chỉ cần người không giết con thì con đáp ứng mọi điều kiện. Ta có thể không giết người, nhưng người cũng như những kẻ cùng người phản bội Tự Thẩm thì cuộc sống của chúng kết thúc tại đây rồi. Tự Thẩm à, anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Thiên già bên kia ra tiền tìm tới. Hãy cứu Thiên Dương Thành khỏi tay Trác Bất Phàm ngay lập tức. Con trai của lão Dương Bác không thể bỏ qua được rồi. Kẻ địch là bằng hữu của ta. Ai. Thiên gia, cây muốn ra mặt nhưng lại muốn đĩa cho Trác Bất Phàm nợ ân tình. Cam tâm tình nguyện đi theo ngài. Nghe nói Dương là bạc quái, người đi trung chầu mời cao thủ đối phó ta. Chờ hắn gọi người xong thì con trai hắn đã bị phế rồi. Không biết sẽ lá làng thế nào đây. Ta ngược lại muốn xem tên cao thủ kia có thể khoát thổi tay của tài không. Thực lực hiện tại của mình còn đủ.
không thể chống đạn đại pháo được. Nếu không giết Dương Thiên Thành ngay tại đây, e rằng xe cứu thương lại không đến kịp rồi. Nhanh gọi 120 đi, ông ấy sắp ngừng thở rồi. Đánh ra, bác sĩ đến rồi. Dạ, người cố gắng chịu đựng nha. Con mời Louis tiên sinh đến rồi. Đây không phải là Long Ca Nghiệp, cô ấy là nhân vật lớn ở Đại học Giang Nam sao? Long tiểu thừa, lão già không ổn rồi, chỉ sợ như thế nào? Lão già cô mắc bệnh cổ quái, hiện lòng cấu sợ là không kịp nữa rồi. Trừ khi ta dùng cơ hội ngon lành cấu lông lão già, nói không chừng sau này có thể tiến bước với Lâm tiểu thư. Vậy bác sĩ chẳng phức tạp như là hàng nơi đầu, ta thưa sức trị cô ấy trông quen quá, hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi. Siêu tiểu tử lại dám đồ sinh ý của ta. Cậu cũng là bác sĩ à, bệnh viện nào? Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi có thể trị bệnh cho ông ta. Không phải bác sĩ cũng dám còn ngôn loạn ngữ à? Làm trớ giờ giải phẫu thuật thì ai gánh trách nhiệm đi hả? Bệnh của già là bệnh gì? Người không phải là bác sĩ chẳng khác gì đang nuôi dưỡng. Và thì người khác không cần thì hạ tất phải giúp họ chứ. Già người không sao chứ? Lão già đã cố chịu. Quần cà mau lái xe đưa già tới bệnh viện giải phẫu, không được chần chờ nữa. Được rồi, có một mạng người còn hơn chạy 7 tòa tháp. Người làm gì vậy? Hắn muốn giết người vào bán hắn lại. Chỉ bằng người à? Cái gì? Một đá của ta uy lực ít nhất cũng phải 500 kỹ, thế mà hắn tùy ý ngăn lại. Tì tử đừng vội đi, có người mà con bị người ta đánh lại, đúng là không biết nhân tâm có tốt hay xấu hay không đây. Bỏ đi, không muốn so đo với người nữa. Dạ, người tính lại rồi. Hả? Quá rồi. Ta không sao. Tiểu tử này nói là thật. Không có khả năng. Làm sao hắn làm được chứ? Tổ trưởng Lòng ạ, Ngạo Thiền, ngài có việc gì chứ? Chứng tức ngực cũng đã tiêu tan rồi, cơn đau cũng đã dần biến mất vì cao nhân kia đâu. Tự nhiên ta lại là cao nhân. Là ai ta? Vậy giờ cao nhân kia hình như đã rời đi rồi. Nhất định phải tìm được vị cao nhân kia. Tới, ta phải tạ ơn cứu mạng của cậu ấy. Dạ. Lão già, ngài còn phải tới bệnh viện kiểm tra nữa, thân thể một chút cũng được. Kiểm cái quần què ấy, đem dụng ý công đầu của người cút đi. Tại tìm thuốc, tu luyện dùng dược liệu là không đủ, làm sao bây giờ ta? Kim Hộ à, Dương Lò Bác à, trở về. Ban đêm cùng thiên gia trò chuyện, thiên gia là người tội nghĩa. Chuyện của ta chính là để ta xử lý thiên gia. Nếu có cơ hội ta sẽ giao hắn cho người. Không chỉ là cật nhắc. 8 giờ tối, chọn giờ thiền đấy. Bên trong hội quán, sao giờ còn chưa tới ta? Bác già đến, bác già tới rồi. Thiên gia, đã lâu không gặp, chồng ông vẫn khỏe như trước nhà. Bác già đi trùng châu, không sợ đi bạn của mình bị người lạ bưng à? Ai là trác bất phàm, dám đả thương con trai tao, cút ra đây cho tao. Con trai người không thành thật, ta thay người giáo huấn một chút, không cần phải cảm ơn ta đâu. Trời. Khi địch giao huấn, nghe nói Dương Thiên Thành đã phế toàn thân rồi. Nghe nói tiểu tử này trước kia là thiếu gia của Trác gia Thành Châu, không ngờ bây giờ lại vứt đi. Mà không ngờ Diệp Tư Thấm lại kết hôn với cậu ta.
Mày lấy ở đâu ra cái gan đó gì? Lại dám đánh trọng thương con trai tao? Mày chết chắc rồi. Bác già đừng cứ tức giận làm gì. Cho tới một chút thời gian đi. Chuyện này có quên đi thế nào? Ông của ta là cái lồng bông bên ngoài đường à? Hôm nay trác bốc phàm vì chết của ông nữa, cũng phải cút khỏi Tây Thành. Khẩu khí lớn thật, lại dám bất thiên giả rời khỏi Tây Thành. Kim Hổ ra trọn xem ra là muốn đánh lui. Kim Hổ từng là lính đặc chủng thực lực siêu cường đại, hắn còn là thủ hạ đệ nhất chư tướng của thiên gia. Bác già chịu sao nổi? Mời Ngô đại sự xuất thủ. Có ta cứ yên tâm đi, dở từng nhà quỷ đi chết đi. Không biết trời cao đất rộng, đây là sóng linh khí à? Đại đại ca, kia là đạo kim quang gì, là thứ gì vậy? Chẳng lẽ đây là pháp thuật trong truyền thuyết sao? Tiên gia hoàn toàn không phải là đối thủ. À, Ngô đại sư à, con nói danh ở Trùng Châu là Phong Thủy đại sư, có thể so với thần tiên, hắn hôm nay nhất định sẽ thua rồi. Cả chục tiểu kỹ thôi cũng dám ở chỗ này làm càn, thì bởi khẩu khí ngông cuồng còn dám xem thường ta. Hôm nay ta cho ngươi xem một bài học đi. Ta thấy người mới là cái không biết trời cao đất rộng. Xem nào. Hử á. Vỡ nát. Cái gì ít bà? Vừa vừa rồi Trác Bất Phàm đánh Vũ Đầu. Trời ạ, mắt của người thường đâu có thể theo kịp chứ. Cậu ta phớt thực là cao nhân thủ đoạn. Ta giáo huấn con trai người thì sao chứ? Mẹ nhà hắn, Ngô đại sư là người mình đem từ xa về, vậy mà bị hắn một chiêu phế luôn rồi. Ta đang hỏi người, nghe thấy không? Hắn lại khiến cho tất cả mọi người ngay ra mặt rồi. Đạt bộc phạm đúng là dũng mãnh quá đi. Lần này mặt mũi bác già xem như là hết rồi. Hỗn đản, mặt sẹo, ngươi dùng súng bắn chết hắn cho ta, có chuyện gì ta gánh hết. Dương mà nó giả thần giả quỷ, đánh thắng mặt là lôi ra chân. Trạc bác phạm cẩn thận, mau tránh ra. Chỉ là đạn thôi, mới mà mình đã sớm chuẩn bị rồi. Kim cương phù. Cái gì? Trời ạ, kỳ lậu má, tay không tiếp đạn. Mà nó không phải chỉ có trong rung phim khoa học viễn tưởng thôi sao? Hắn có thực là người không gì trời ơi. Rốt cuộc ngươi là? Ta là người mà hướng ngươi tác mệnh là yêu quỷ. À, trở đại sư à, ta nguyện ý giao tất cả tài sản của ta cho ngài. Ta xin ngài, ta chết ta một mạng. Đầu óc của ta thật sự hỗn loạn rồi. Lúc trước còn có ý định thu phục hắn nữa. Thiên gia, phiền ông thu một phần thế lực dư lầu bác đi. À được, tốt rồi, ta lập tức an bài. Kim Hổ, ngươi đi nhận sản nghiệp của lão dư. Vâng. Không nghĩ tới tung quanh Kim Châu mấy chục năm rồi, dư lão bác cứ vậy là đi tông. Ai bảo hắn lại dây phản, người không thể trêu chọc chứ. Lần này Kim Châu đã biến thế lớn rồi nè. Ngọc bồi kia, người đến từ đâu? Là có người đưa cho ông tu hành sao? Ngọc bồi này là do ta mua ở trong hội đấu giá, vốn định nhờ đồng đạo một chút, đáng tiếc là quên đi, đem hắn ném ra ngoài đi. Dần trực tiếp ném luôn. Ấy, ra tiền sinh à, số tài khoản là bao nhiêu? Chờ thanh toán địa bàn của dư lão bác thì ta chuyển cho cậu. Những cái kia đều cho ông, ta có chuyện còn nhờ xử lý đây. Cậu cứ nói đi, ta nhất định là sẽ làm tốt.
Tốt nhất là giúp Tư Thẩm giải quyết cái phiền phức của công ty. Thứ hai, giúp ta tìm 5 dược liệu này. Được, ta lập tức tìm người đi làm. Vậy ta chờ tin tức tốt của ông. Công ty của Diệp Tư Thẩm. Công ty vận chuyển vẫn chưa đến, xem ra chỉ còn cách bán công ty thôi. Diệp Tổng à, cửa hàng của chúng ta đã được thả ra rồi, các khoản vay ngân hàng đã được phê duyệt cả rồi. Cái gì có thật không? Thật mà hơn nữa, các công ty khác đều tìm đến chúng ta hợp tác rồi, ngăn cản không nổi luôn. Diệp Tổng à, nghe nói công ty gặp khó khăn, chúng tôi có thể giải quyết. Diệp Tổng à, ta cho công ty có một ít tiền nha. Diệp Tổng à, nhà hàng của tôi chỉ lấy vốn thôi. Tập tập tốt có được chen, đừng có sổ đẩy. Chuyện này tình huống gì đây? Các vị khách à, mời các vị qua phòng hội nghị. Chuyện việc của chúng tôi sẽ tiếp đón. Công ty anh sẽ lấy lại. Chẳng lẽ anh ta làm được rồi? Vì tạo mà vì sao nhiều người tới đầu tư vậy? Chẳng lẽ vì thế gia của ngài? Kệ đi, lập tức triệu tập họp khẩn cấp. Công ty chứ chúng ta đã phục hưng rồi. Dân. Tra tiên sinh à, đây là dược liệu suốt đêm qua chúng tôi đã thu thập được. Ngài xem có phải không? Không sai, là tốt lắm. Đây là tôn hoa ta đã vẽ, có thể bảo vệ bình an. Đa tạ ra kỳ sinh, chúng tôi nhất định sẽ gấp rút tìm cho ngài dược liệu. Những dược liệu này đủ cho mình luyện chế tiểu nguyên đan rồi. Phía sau khu rừng không có đàn lô, chỉ có thể bố trí trận pháp luyện đan hợp phẩm. Đi đi hỏa bát quái trận. Linh hỏa. Đi. Dược liệu tiếng. Đại thành rồi. Để xem hiệu quả thế nào. Wow, tuyệt vời. Thế mà lại đến luyện khí tầng 5 rồi. Ăn xong lại luyện đan dược. Ta có thể luyện đến tới luyện khí đỉnh phong rồi. Cái lá cây tầng thờ một đêm vàng này, phiền phức của công ty hẳn là giải quyết rồi đây. Tị thẩm về rồi à? Vừa mới về. Tư thảm dáng đẹp lắm. Em có đói không? Để anh nấu gì cho em ăn. Không cần đâu, em không đói. Chuyện gì vậy? Mình đau đầu quá. Thẩm. Cái này. Đây là cửu âm chi thể. Cửu âm chi thể là từ tiền giả cực phẩm đỉnh lưu. Nhưng hàng ký thực thể rất ít sống qua được 25 tuổi. Chỉ có cửu rùng dương chi thể song tu mới có thể sống sót. Lạnh, lạnh quá. Thiền ý trong người mà. Mình lại là cửu dương chi thể. Linh khí của mình có thể áp chế hàn khí trong cơ thể của cô ấy. Bất phàm, em bị làm sao vậy? Không có việc gì. Có lẽ do quá mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Xem ra vận mệnh đã định là em là của anh rồi. Có điện thoại kìa. Diệp Huyền à, ta với hắn kiếp trước là số bạn không nhiều lần, bằng chữ hữu chi. Hắn làm sao mà gọi điện thoại cho ta được vậy? Bất phàm à, ngày mai đại học chúng ta liên tự trường đi. Đi ra tự học một chút đi. Tôi thôi gặp ở chỗ cũ. Hắn ở chỗ nào vậy? Tôi biết nhiều năm rồi cũng không biết hắn hình dáng sao nữa. Bất phàm nơi này nè. Hiện tiếu, giờ này thế nào rồi? Cha tơ thân thể còn tốt, mà khác thì chú bác chỉ muốn tranh giành gia sản.
À, ta cảm thấy mệt mỏi quá. Kiếp trước Diệp Huyễn trong nhà xác thực là đã xảy ra biến cố. Lúc gặp mặt lại khốn khổ thất vọng. Đời này ta nhất định phải biến vận mệnh của hắn. Yên tâm đi, ta sẽ giúp người. Trước tiên thì ngươi nên quản tốt cảm xúc của chính mình đi. Đừng có nói nhảm nữa, uống đi. Hả? Uống đi. Chắc bất phàm. Ngươi làm sao cũng ở đây vậy? Trần Thất Ngã. Tiêu Ngải à, đây là một tin đầu của em sao? Làm sao như thế được? Một tên nghèo kiết cẩu hủ lậu mà. Lúc trước thì Trang Bất Phàm mày hắn chỉ là người hầu của gia đình em thôi. Em cũng không hiểu chuyện mới bị hắn lừa. Mà nó, người đang nói lên tới cái gì vậy? Bình tĩnh, Huyền thiếu à. Ta nghĩ hình như đã gặp người rồi. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi vừa Long Ca Nguyệt đã thổ lộ qua. Thật sự là điên mà. Một con cốc mà muốn ăn thì tiền ngà sao? Nhìn người không khác gì món đồ chơi cả. Đi đời nhà mày đi. Mày nghĩ giao lên tàu sao? Cho lão tử nhà người nè. Cút. Hiền thiếu à, không sao chứ? Này, ta không có sao. Khi nãy là mời vừa ơi chủ hoàng một chút mà thôi. Chủ hoàng à, bất quá thì ngươi chỉ là một ốc còn vô dụng thôi. Bình tĩnh đi, chúng ta hay là bỏ đi sò đồ với làm chi với mấy kẻ phế vật này chứ. Trở về phòng còn. Hôm nay ta nỡ mặt mày Tiêu Ngải, nên tha cho hai con phế vật nhà người đó, còn một cút nhìn cho ta. Tha cho ngươi. Cái đồ phế vật nhà ngươi. Bất phàm à, dám chi nhục huynh đệ của ta. Nhà ngươi xác định rồi. Liền cái chút năng lực ấy mà còn dám ở trước mặt ta hô to gọi khí à? Chắc quả phạm, người điên rồi à? Vương Tư Bình già ở bên trong có tiền có thế, người dám chọc hắn ư? Trả bảo phạm ngươi chưa đó cho ta. Ở trước mặt ta mà nói nhảm mà, xem ra một chiếc răng còn chưa đủ rồi. Ta chúng ta đi. Bảo phạm à, Vương Tư Bình tiệt thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta về thăm nhà một chút có thể hay không, để cho mặt ta nói cho họ. Không cần đâu, ta cùng chú Thiền và có chút gia tình, người cứ yên tâm đi. Đại học Kim Lăng. Từ thẩm à, anh đi học đây. Anh ở trường học dụng tâm đọc sách. Công ty thì sự tình còn nhiều, em liền đi trước đây. Xa cách nhiều năm rồi, không nghĩ tới con có thể nghiêm túc sân trường sinh hoạt. Nam 4 phòng 309. Ngoa tao, nói cho tao biết tại sao ngươi không điều trị vậy? Ngươi có giữ nó để sống cùng vậy? Mà Quốc Đông à, ngươi đừng có mà hàm hồ. Nếu không phải con gà mồ côi nhà ngươi thì chúng ta làm sao bị giật toàn đội chứ? Cuộc sống đại học quả nhiên là nhiều ý. Cháu Bảo Phạm, vừa đến nè, vừa vẫn giúp ta ném cái sổ rác bỏ đi, thuận tiện giúp ta mua cái bình nước ngọt nữa. Sau đó thì vào phòng ngủ quét dọn một chút đi. Con tưởng mình là cái tên trước kia mặc cho người khác lấn áp trong bất phàm ta đi sao? Chính mình mà tự bày ra thì tự làm đi. Cũng vừa phát quét vào phòng ngủ thì người người có trách nhiệm, mọi người cùng nhau làm. Cái gì? Mò nè, để chúng ta quét dọn phòng vệ sinh. Người có phải là muốn ta lục gia sao? Tớ hoa ra 2 tháng nghỉ hè thôi, thật cho mình là quả đen đổi phượng hoàng liễu rồi. Dám trước mặt chúng ta nói lời như vậy. Ai là trắc bất phàm? Mà nó, con có mắt à? Dám đớ phòng ngủ của ta như vậy sao? Ai người điên rồi sao? Hắn là vua hùng đó, Kim Lân gia dòng chính, chúng ta không thể trêu hắn được đâu.
Hùng ca, vừa rồi không thấy rõ ngài, để nhân đại lượng được mong mong tha thứ cho chúng tôi. Hùng ca, hắn chính là Trác Bất Phàm, có cái gì thì để ngài thử ra sức sao. Cút sang một bên đi chớ cản được. Ta là Trác Bất Phàm, các người tìm ta có việc gì? Dám đắc tội Vương thiếu, lên đánh gãy cái chân hắn, cho hắn đốt cước kỳ. Ăn gạch cho lão tử, Vương thiếu cũng dám đánh, hôm nay ta sẽ phế người. Thì tử còn không quỳ xuống đất khấn cầu. Các người thật lâm dĩ ta quá hà, nhất định phải để ta động dùng vũ lực à? Bảo đầu Dương Kích, Thiên Niên Sát đã giải quyết hết rồi. Rất bất phàm thế mà lại biến lợi hại như vậy. Mà nó trong bất phàm không phải người có thể dễ dàng hạ hắn dễ sao? Làm sao mạnh như vậy chứ? Không được, phải phản ngay. Người muốn đi đâu? Ta trở phòng lấy mấy cái quần áo thôi. Lấy cái củ lôi nè, ta để cho ngươi ngạo mạn, để cắt đứt chân của ta có đúng không? Để cắt đứt cho ta ăn có đúng không? Để lão tử hôm nay phải cho nhà ngươi đốt cứt được. Nè, ăn đi. Hoàn thành công việc rồi. Ta đã sai rồi. Thì từ hối ngươi chờ mà xem, bọn ta nhất định sẽ trở lại. Bái kiến Phạm ca. Cái ngọa tạo, các ngươi làm cái gì vậy? Phạm ca, Phạm đại nhân, có đại lượng sự tình vừa rồi là ngàn vạn lần chớ chấp nhận chuyện con còn. Bọn tôi đối với ngài ngưỡng giống như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nơi như hoàng hà tràn lan, một phát không thể thu thập. Xem ra bất cứ lúc nào chỗ nào thực lực luôn là nhất thiết. Phạm ca, em đi quét dọn vệ sinh cho ngài nghỉ, ngồi nghỉ ngơi đi. Phạm ca, miệng người có khác không, ta đi ngâm lông tinh trà cho uống luôn. Đây Phạm ca hút thuốc đi, đây là ta vừa mua từ Trung Hoa về đó. Phạm ca, với đồ lót của ngài ở một bên đi, ta đi tẩy rửa cho. Chả bao Phạm mà có người tìm người kìa. Lại có người tìm ta, là ai vậy? Mỹ nữ, đây không phải là Long Ca Nguyệt sao? Nàng đang chờ ai vậy? Vóc dáng gương mặt này quá hùng mỹ rồi, nghe nói nàng vẫn còn độc thân, không biết ai có cơ hội được hay không đây. Tình đi đừng có nằm mơ nữa. Lại là cô ta, quả nhiên là anh ta, khí lực thật là lớn. Rốt cuộc cũng tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được người rồi. Lên xe đi Trác Bất Phàm à. Dạ dạ, cô ta vẫn ở trước mặt cảm ơn người đó. Quầy, ta không nghĩ nhầm chứ, Long Nguyệt Ca thế mà lại để cho Trác Bất Phàm với vật này lên xe sao? Nói đùa, Trác Bất Phàm hắn còn xứng ư? Mình à, ta cũng muốn lên xe mang theo ta một cái đi. Cái này so với tấm biệt thự cao hơn mấy cấp bậc, xem ra Long Ca Nguyệt thấy già bất phàm rồi. Cô làm sao tìm được ta vậy? Bên đường có camera chụp ật anh, tôi tổng vận dụng một chút quan hệ. Dạ, người nhìn con đem ai đến nè? Vị thí tiền đây là người chính đã cứu ta ngày kia sao? Hai mươi sáu lão lùng gia tự à, ta là Trác Bất Phàm, anh hùng xuất chúng. Lão giờ ta đi muốn đa tạ người. Lão sư à, con mời đến đây một vị trung y thái đồ đến để trị liệu cho ngài. Phương Bắc Nha, Tả Thiên Thiền. Ta có mấy học sinh trung, coi như là nhất tâm có lòng. Long tiên sinh à, ta đã xem qua hồ sơ bệnh lý của ngài rồi, chúng tôi nhất trí đề nghị ngài nên làm một cuộc giải phẫu tâm tạng.
Lộn giải phủ, chúng ta tới Hóa Hạ Trung Mi, bác đời tình thầm, chẳng lẽ đã xuống dốc đến nỗi mà bệnh gì cũng muốn dùng tay ý rồi sao? Lão gia tử à, bởi có ngài nhiều năm tích lũy rồi, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể giải phẫu, kéo dài lâu không được. Đúng vậy đó, bệnh này chứng kéo dài quá lâu thì coi như là dùng thuốc đông y điều dưỡng cũng không dùng được. Lão gia tử à, hay là chuẩn bị giải phẫu đi, chúng ta tự mình trấn dưỡng nhất định là không thành vấn đề. Lão sư, Tả đại phu là vị đại phu nổi danh nhất Tây Nam Trung Mi rồi, ngay cả hắn đều đề nghị ngài làm giải phẫu. Hay là ngài thần trọng suy tính một chút đi. Dạ dạ, thân thể của người còn trọng yếu. Được rồi, lòng lão già, bên ngài nhất định không nhất định là phải khai đào giải phẫu đâu. Cái gì? À đúng rồi, lần trước chính là Trác Bất Phàm đã cứu ta, anh ta chắc là biết chút y thuật đấy. Vì tiểu hồ này là sinh viên y khoa hay là xuất từ trung y thế gia? Đều không phải, ta chỉ là học sinh của Đại học Kim Lân, học sinh bình thường thôi. Hồ đồ, ta cùng cố lão hứa, lão đều là cửu đại phu nổi danh, ngươi mau đầu ti tử là giám chức vớt quyền quyết định của bọn ta sao? Tôi còn trẻ liên xuất khẩu cuồng ngôn rồi, bạc bẽ chúng ta làm cái gì chứ? Muốn thể hiện mình cũng phải có thực tài, thực liệu, không phải chỉ dựa vào ba cái công phu miệng nơi khoác đầu. Người trẻ tuổi vẫn phải kiềm tốn một chút mới được, cái gọi là kiềm tốn mới khiến cho người tiến bộ. Bất Phàm à, những người này đều là giới y học tiền bối, nếu người muốn theo y thì ta có thể giới thiệu các bậc tiền bối. Xem ra Long lão già cũng không tin lời mình nói. Một chút lòng dạ cũng không có, khó mà thành đại. Người trẻ tuổi à, còn cần truy rèn luyện nhiều hơn. Đã như vậy thì ta xin cáo từ. Nghiệt nghiệt à, còn đi theo hắn xem thế nào. Vâng ạ. Chắc Bất Phàm à, người làm gì mà đi nhanh vậy? Về giờ của ta không có giới thiệu cho người vài cơn thúc thúc đầu. Ông thị trưởng thành phố tương lai nhất định là đối với người có trợ giúp. Trác Bất Phàm ta cả đời làm việc, xưa nay không cần dựa vào người, chỉ có cần người cầu ta thôi. Tờ tiểu tử này đúng là tuổi trẻ còn dại dột. Viên đan dược này cho cô, Long lão gia tử nó phát bệnh thì hãy cho ăn vào thời điểm đó. Một hạt đan dược, gia hỏa này hắn tự coi mình là thần tiên à? Lão gia tử, người làm sao vậy? Nhìn lên nằm đến giường trước đã. Ta cảm thấy hình như ta không còn hơi thở nữa. Nhanh lên, đưa Long lão già đi bệnh viện giải phẫu đi. Thời gian không kịp nữa rồi, hiện tại sợ đưa qua đó. Nhanh lên, cầm bình dưỡng khí tới. Già, người làm sao gì? Các người còn ngồi đó mà thất thần à? Đó mà thất thần, nhanh lên, nghĩ biện pháp đi chứ. Đại tiểu thư, trong tay chúng ta không có thiết bị, chỉ có thể đưa bệnh viện thôi à. Nhưng mà lão gia tử với tình trạng hiện giờ cũng có khả năng tê liệt cao, không còn cách nào khác, có thể dùng đan dược của Trác Bất Phàm thử một chút gì. Không thể, có thể là dẫn tới bệnh tình nguy cơ hơn, hậu quả khó lường trước được. Cút đi, mặc kệ có hậu quả gì hay không, ta một mình gánh chịu, nhất định sẽ hữu dụng. Đây là cái này, ta cảm giác thật là nhiều. Dì gia, cái này sao có thể chứ? Vừa rồi Long lão già thật sự đã ăn tiên đan lấy dược, nếu xem như là thuốc đông y cũng không có khả năng chữa khỏi bệnh nhanh như vậy. Lại là Trác Bất Phàm cứu ta. Là anh ta cho con đan dược. Chúng ta thật sự có mắt như không trồng mà. Nghiệt nghiệt, con nhất định phải đem hắn về, vô luận cái gì đại giới ta đâu nguyện ý. Vâng, dạ dạ. Hai ta bỏ lửa thần y chân chính, các người còn không mau cút đi cho lão tứ. Có viên bồi nguyên đan của mình, Long lão già tạm thời không vấn đề gì cả. À, vâng tỷ tỷ, người đừng. À, tốt quá, tôi lập tức đến ngay KTV.
Cô bé này dáng dấp cũng thật đáng yêu, nhưng cũng không biết rằng cái bọn con lợn kia đang đuổi theo. Chuẩn bị hơn một tháng rồi, lần này quyết định không thể thất thủ được. Đã nhìn thấy khung cảnh tốt rồi, phía trước đầu nào cũng là con đường nhỏ thích hợp nhất để xuất thủ. Lần này ít nhất phải được 500 vạn đó nha, bằng không thì chúng ta giết luôn con tin. Đậu bật cốc à. Trong rừng rậm, tì tì à, nói đại đi. Đi ra qua đầu đường nhỏ này là có thể mau đến rồi. Thế nhưng là lối ra ở chỗ nào? Tiểu mùi mùi à, cô muốn đi đâu? Có muốn hay không thì để ta dẫn đường cho cô. Nơi này không có ai, vơ vãng thoải mái một chút. Chú tiệm vạn phúc kiềm dáng dấp đâu mập tài to, không nghĩ tới con gái sành lại mặn mà tới như vậy. Người, các người nhận nhầm người rồi. Cha ta không phải là chủ tiệm Vạn Phúc Kim. Nhận nhầm người? Có nghĩ bọn ta là trẻ lên bà sao? Bà cậu ta, cứu mạng. Cô có gọi rách cái cổ họng, cũng không có người đến cứu cô đâu. Có vỏ hạt gì ở đây vậy? À, đừng có ngừng lại, cứ tiếp tục đi. Ta chỉ xem thôi à. Cút đi, ngươi từ đâu mà xuất hiện vậy? Mà nó, thế mà còn gặm hạt dừa rồi chứ. Người nghĩ chúng ta đang diễn trò ư? Cậu ta, cầu xin anh đó. Chết tiệt, phải giết chết thì tử này đã. Xong việc này thì là xong luôn. Thiên đường có lối là không đi. Đi ngục công cửa có thích xong tới à? Thì tử, chỉ có thể trách rằng người không may thôi. Ai được cả tới đây, bằng không ta sẽ dùng hạt dưa nện các người là đập chết, ta không chịu trách nhiệm đâu nha. Hóa ra là kẻ ngu dốt, dùng hạt dưa đập chết chúng ta, người điên rồi ư? Đừng có nói nhảm nữa, cùng tiến lên cho chết hắn. Đi cho đi tiểu tử. Các người không tin à? Bội hóa thuật đi giả thần giả quỷ. Lão đại, ôi trời đất, hạt dưa to vỡ lơ. Đây chỉ có trong truyện Doraemon thôi. Đừng có nóng vội, các người cũng có phần đó. Ui cha, hoàn thành. Và anh là thượng tiền phải tới cơ vứt cuộc đời của tôi sao? À không, ta là từ trong địa ngục bò ra, ngồi để báo thù ác mà. Anh tên gọi là gì? Ta trở về nói cho cha mẹ ta biết, bọn họ án hẳn là sẽ thích, chứ đích thân tới cảm tạ anh. À, không cần, cô nhanh lên một chút đi, về nhà đi, tránh cho cha mẹ lo lắng. Tôi... Đồng đồng. À, mẹ, con làm cho mẹ sợ lắm rồi đó. Mẹ à, bọn tiểu nhận cho rằng là con gái đại địa bá trường, tiểu vũ nên đã bắt cóc. Một nam nhi đã cứu con. Em mang đồng đồng đi nghỉ ngơi đi. Anh gọi điện thoại cho Bính Phúc đại ca, gọi hắn cẩn thận một chút. Tại trường học, Từ Thắm à, lái xe cẩn thận nha. Sống lại một đời, một đại thiếu niên chính thật là tốt. Ngươi nhìn Trác Bất Phàm đến kìa. Ừ, đúng thật là hắn cũng dám đến mà. Hắn cũng chắc không biết là hắn đắc tội với ai đâu hả? Nhỏ giọng thôi một chút, tôi đừng có trêu trọc, kéo lại gặp phiền tối. Là chuyện gì nữa đây? Trác Bất Phàm đến rồi kìa. Thật đúng là hắn đến nè. Làm sao đôi nhìn ta chầm chầm vậy? Trên đầu ta có mọc hoa. Trác Bất Phàm, Trần Thanh Ngãi, Trương Tiểu Vũ. Có việc gì à? Ái chà, câu kết với lòng già đại tiểu thư, đích thật là không giống người. Lúc nói chuyện thì không thèm nhìn người. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, chớ có làm cái chỗ này làm thanh âm dương quái khí, ảnh hưởng tới ta học tập. Học tập cho giỏi, mỗi ngày đều chỉ chờ chăm chỉ chăm sóc heo sinh sản sau khi sinh. Ta là Trác Bất Phàm, làm người làm việc xưa nay không cần thông đồng với luận cái nào cả. Nếu như hai người sáng sớm tới đây là vì đối ta chăm chọc khiêu khích thì thật là có lỗi. Các người có thể cút khỏi đây được rồi. Trác Bất Phàm, người Trác Bất Phàm lúc nào cũng cứng rắn như vậy sao? Rồi đó không phải như vậy mà. Trác Bất Phàm,
Ây chà, đây không phải là Vương Tiêu Gia sao? Trác Bất Phàm, ngươi thật là sự là càng ngày càng nháo rồi hả? Lần trước có sổ sách, ta không thèm tính sổ, con lần này ta thấy hai người chưa bị đánh lần nào, lần này là muốn trở thành bao gạo của ta sao? Trác Bất Phàm, lần này ta chủ quan, lần trước ta chủ quan, nhưng hôm nay mớ to mắt chó của người ra nhìn chung quanh một chút đi. Trác Bất Phàm, mớ nỡ mặt thanh ngại đây thì bây giờ quỳ xuống đem giày của ta liếm sạch sẽ, sau đó sổ hài tiền chó, ta có thể cân nhắc tha cho người. Dựa vào Long Ca Nguyệt thì sao chứ? Long Ca Nguyệt tìm cái loại phế vật này thật ra là chơi đùa mà thôi. Ngươi thật đúng là ngu ngốc, trông cậy nhờ cô ta cho người sao? Trác Bất Phàm, một mình nhà ngươi giàu là có kỹ tiếu, có cái gì mà đặc ý chứ? Vương thiếu để cho ngươi nói xin lỗi, đó là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn chớ không biết điều. Ây da, cái này là Trác Bất Phàm xem như xong rồi. Đất tội vì ai chứ, nhưng đất tội vô Vương Thiếu là hắn đã tàn đời rồi. Vương gia tại Kim Châu phát triển mấy chục năm, một câu liền có thể để Trác Bất Phàm tất không nghiệp tàn đời. Hôm qua nghe nói Long Ca Nguyệt tự mình đi tìm Trác Bất Phàm, cũng không biết là Long Ca đối đãi với hắn như thế nào nữa. Đã tới thì hiện cho các người rồi mà, cũng không cần, vậy thì cũng đừng trách ta. Trác Bất Phàm, ta có việc tìm anh đi. Đứa nào không có mắt sao lúc này mà đến vậy? Ý Long Ca Nguyệt. Với cơ lờ, vậy mà Long Ca Nguyệt sao? Cô ấy lúc này đến tìm Trác Bất Phàm có phải là vì do Long Gia phải đến không ta? Tính người vận khí tốt đó, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta đi. Vận khí tốt sao? Sợ là các người đó. Trác Bất Phàm, ta... Nhà các cô lão gia tử không tín nhiệm ta, nhưng sự tình kia ta đây cũng chẳng muốn dây vào. Ta chỉ muốn nói là lão gia tử nhà tôi sai rồi, hy vọng anh đi một chuyến cùng đến với Long Gia. Để tôi suy nghĩ một chút đã. Vậy ta chờ anh hồi âm. Nghe hai người đối thoại thì ta đoán rằng Long Ca Nguyệt đang theo đuổi Trác Bất Phàm. Nhìn Trác Bất Phàm kìa, thái độ còn giống như là có chút không muốn cơ chứ. Vậy trước kia chúng ta đều nghĩ sai rồi. Trác Bất Phàm, ngươi cho rằng người câu kết với Long Nguyệt cả là có thể chống lại Vương Tử Bình sao? Đúng thế, mà Long Ca Nguyệt là ai thế? Ngươi nên lợi dụng cô ấy sao? Cứ cô ta làm những việc bất môn chính rồi sau đó bỏ rơi cô ta sao? Nhà người nghĩ phải mất hơn mấy tiết học vì bọn chúng, thật là bực mình mà. Alo, Hiền Thiếu à, ngươi gọi điện cho ta có chuyện gì sao? Này à, không phải ngươi vừa mới bắt đầu tổ trường sao? Ta mới hút được hai bạn gái nè. Đêm nay đến nằm phòng KTV bạn gái của ta mời. Cũng nằm phòng KTV. Hiền Thiếu à, thật là có lỗi, đỡ ngươi đợi lâu rồi. Thì tới nhà người vừa mới khách ký với ta như vậy thật là bất ngờ. Nam phòng KTV, giá thành không hề thấp, mà bạn gái của ngươi mời khách xem ra thân phận không tầm thường. Ngươi đến rồi sẽ biết, hôm nay người tới thân phận đều rất cao, vừa vặn cho người quen biết một chút đấy. Sương Sương à, đây chính là hảo huynh đệ mà ta nhắc đến rồi, Trác Bất Phàm. Đây là bạn gái của ta, Viên Sương. Chào anh. Ây cha, ta tưởng lại chứ, thực ra là Trác Thiếu à. Trương Tiểu Vũ. Trác Bất Phàm, hôm nay chỗ người ngồi đều là đại nhân vật, ngồi nói chuyện làm việc nhưng phải cẩn thận một chút. Vị này là Kim gia, Kim Thiếu gia, vị kia là Hoàng gia, Hoàng Thiếu. Đây là muội muội của ta, Trương Đồng Đồng. Đây ca ca, xin chào. Em biết hắn sao? Đừng tỷ à, anh ấy chính là đại ca ngày đó đấy. Cô chỉ cần gọi là Trác Bất Phàm là được. Được rồi, Phàm ca.
Em không bị cái tên này bị vẽ bờ ngồi của hắn mờ hoặc chứ? Người này cả ngày đánh nhậu ẩu đả, trong nhà lại không có tiền, mẹ hắn lại là người hầu. Ta nói này Sương Sương, ngươi mang cái loại bạn bè gì đến vậy? Mọi người cùng chơi cào hứng là được, quan tâm chi đến thân phận? Ta lấy thời gian quý giá của ta ra chơi cũng là vì kết bạn quan hệ vì nhau, không rảnh với cái loại phế vật trác bất phàm này. Nhà ngươi chỉ lập tố hao phí thời gian của ta. Ấy dạ, chờ tiệc cái thằng khốn nào, nhà ngươi là không biết gõ cửa hay sao? Bỏ chúng mày đôi mắt à? Bốn đại gia đã bầu hết cái hộp đôm này rồi mà còn không mau, chúng mày không cút đi. Lão Tư là người hoàng gia, người như thế là một tiểu lùng manh cũng dám công ta giành giật hộp đôm này sao? Đúng là chán sống mà. Hoàng gia, hoàng gia thì có đặc biệt hơn người huynh đệ của chúng ta là thế, nhưng là tam gia. Tam gia là chữ thiện và dưới tay ba hổ sao? Cái gì ba hổ? Ồ, các người hoàng gia chẳng là cái thứ gì ở trong mắt tam gia chúng ta, chẳng qua chỉ là một con chó. Người ba hổ là người của chữ thiện gia, tại Kim Châu đắc tội ai không thể đắc tội với chữ thiền giả, lần này phải nhìn thôi. Làm sao thế? Sao im thế? Đúng là ít người đây giếng mà. Bấm đít ba mẹ riết rồi quen rồi, còn không mau xin lỗi. À thật xin lỗi đại ca. Thì vật. Không thì để tôi. À, nàng này cùng ta chơi đùa, thì ta có thể bỏ qua chuyện này. Sương Sương, anh có thể bảo vệ em, ngươi đừng hòng. Hiền thiếu à, anh cũng nhìn thấy hoàng thiếu không dám ít trước mặt hắn làm càng. Anh ra vẻ sẽ gặp nguy hiểm đó. Ta đi cùng người. Ồ, hai em này cũng không tệ đâu nha. Đi đi đi, đúng lúc mọi người cùng nhau chơi đùa. Người nhà ngươi đừng có làm loạn, ta cảnh cáo ngươi. Hôm nay các em không ai có thể chạy thoát cái tì ta đâu. Dứt câu thì dạ. Chuyện gì vậy? Úi, đại ca, chúng ta lịch cái tên hỗn đản nào dám đánh ta. Hôm nay tất cả bọn mày trong phòng một đứa cũng đừng hòng chạy thoát. Ta không có liên can đến vụ này, đâu đã trắc bất phàm làm đó. Vừa nãy ta còn xin lỗi rồi. Cha bất phàm à, người đúng là ngu ngốc khi làm điều này. Bất phàm, người bây giờ quỳ xuống dập đầu hai cái trước mặt ta, có lẽ ta có thể tha cho người. Chắc bất phàm, người đúng là không biết trời cao đất rộng, chính người đã gây ra chuyện thị phi này, nhưng chớ liên lụy tới bọn ta. Các huynh đệ cho chết mẹ cái tên tiểu tử này cho ta, cho chết hắn, cho hắn tên tàn phế luôn, định nát tay chân của hắn. Một đám rác rưởi, chết hết cho ta. Ôi cha, cái mũi của mình, ôi cái bụng của mình. Ôi đời này xem như là liệt dương thật rồi. Á, chân của ta. Người nói là lão đại của người là bà hổ sao? Không, không sai, lão đại của ta chính là tam hổ. Người dám đánh ta thì lão đại của ta chắc chắn sẽ giết chết người. Cơ bà hổ cút qua đây gặp ta. Trác bất phàm, người lại dám đánh người của tam gia. Bây giờ bọn chúng tìm người tính sao? Chính người muốn làm anh hùng thì chết liên lụy tới bọn ta. Lần này đã xem người làm anh hùng được không? Khi mà người đã động tới tam gia, Trường Tiểu Vũ, người cấm mồm cho ta. Bất phàm vừa mới ra tay báo về người và đồng đội. Người vậy rồi mà cũng không muốn nói lời cảm tạ, coi như là con, mà còn đi chăm chọc kiêu khích bất phàm nữa. Mày đúng là người đó rất bất phàm sao? Diệp Hiển à, người sao có thể nói như vậy được với Tiểu Vũ được chứ? Người cũng cấm mồm cho ta. Cái gì mà hoàng thiếu gia, ta không nghĩ người lại là nhát gan tới như vậy. Một chút khí phách cũng không có tư cách gì mà nói bất phàm. Người được rồi Hiền thiếu, đừng có nói nữa. Ba hổ một hồi nữa đến đây là các người đi trước đi. Nhưng mà bất phàm, yên tâm đi, ta không có sao đâu. Đây chính là người đói đây nhé.
Ta cũng không ở cái nơi này cùng người chết đâu. Rõ ràng trong lòng sợ chết mẹ đi được, thế mà vẫn còn tỏ ra bên ngoài cơn rắn. Ta đi đi. Trác Bá Phàm. Đồng đồng, chúng ta đi. Chị à, Phàm ca nấy hiện tại đang gặp nguy hiểm, chúng ta không thể cứ thế mà bỏ đi được. Em đi, đi mau đi. Không thì trở về chị sẽ hết. Sự tình đó là em đã đến nằm phòng cà tờ về với chị thúc đấy. Bất Phàm à, Huyền Thiếu à, ngươi cùng sương sương đi đi. Nơi này ở đây cứ để cho ta giải quyết. Không được, chúng ta là huynh đệ mà. Có quà thì chúng ta cùng chịu, có tưởng thì cùng hưởng. Em sẽ đi cùng anh. Ta biết rõ rồi. Được rồi, ngươi là hảo huynh đệ, nhưng mà ngươi đã quên rồi sao? Ta biết chữ thiên gia mà, nhưng các người ở chỗ này ngược lại sẽ ảnh hưởng tới ta. Hay là đi trước đi. À, vậy thì hãy cẩn thận. Đúng là men mà, đi tới đâu thì có chuyện tới đó. Giống như Conan vậy đó, đi tới đâu là án mạng xảy ra tới đó. Cũng nằm phòng KTV. Lão đại à, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Đáng ghét, cái tên hỗn trưởng nào lại đến người thành ra như thế này rồi. Đó là cái tên thị tử đang ở trên lầu. Không chỉ vậy mà nó còn nói ngài vác xác đến đây gặp hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn xem một chút, trong Kim Châu này ai dám nói ba hổ ta như vậy. Đàn em cũng phải trăm người. Là đứa nào? Đứa nào lại dám quậy phá đi bàn ta hổ, ba hổ ta? Ý? Đi gà, chính là cái tên tiểu tử này, đúng là không biết trời cao đất rộng, thế mà lại còn dám. Câm mồm cho ta. Trác tiên sinh, bà hổ, bọn hắn đều là thuộc hạ của người sao? Dạ dạ, đúng rồi. Nếu mà thiên gia, ta không cùng người sợ đò. Nhưng người nhất tiếc cũng phải quản lại cái tụ lũ thuộc hạ này. À, Trác tiên sinh à, hôm nay việc này là tôi không đúng. Người chờ một chút ạ. Thì cả em sai rồi, em không biết hả? Ngươi biết hôm nay là người gây phiền phức cho ta nhiều lắm hay không hả? Ta trước mặt Trác tiên sinh đều ăn nói cẩn thận từng ly từng tí, thế mà ngươi lại. À, tỷ của ta. Trác tiên sinh, ta mới chặt đứt hai ngón tay của nó. Hy vọng Trác tiên sinh có thể hy vọng kim khích lúc trước. Ta Trác Bất Phàm không mấy quan tâm đến mấy cái chuyện còn còn này. Chuyện này ngươi biết ta biết. Thôi, cứ cho quà đi. Ta ơn tác Trác tiên sinh. May mà mình được quả quyết nữa không. Làm việc này nếu như cho thiền giả biết, thì bị chắc ngón tay chính là mình. Được rồi, ta mấy ngày này không gặp thiền giả. Ông ta thế nào rồi? À vâng, gần đây thiền giả không được tốt cho lắm. Vậy sao? Đi xem một chút, ta vừa vặn có chuyện muốn tìm ông ta. Biệt thự thiền gia. Trác tiên sinh à, ngươi có chuyện gì nói một tiếng là ta qua là được rồi. Làm gì phải trực khổ đi xa một chuyến làm gì? Ta có chút phiền tối, chắc là làm phiền ông một chút rồi thiền gia. À Trác tiên sinh à, chuyện gì đi hãy nói cho ta một tiếng, ta chủ thiền nhất định đem hết toàn lực đi làm. Gần đây có xảy ra chuyện gì sao? Làm sao trong biệt thự lại nhiều lính gác như vậy? Đó là bởi vì Kim Châu vương gia. Vương gia? Chẳng lẽ nhà của vương tử Bình sao? Từ khi Trác tiên sinh trợ giúp thiền gia đuổi Dương La Bát ra Tây Thành, thì vương gia lại xuất hiện và muốn đánh vào thiền gia. Còn cám tạ Trác tiên sinh, lần trước nó không phải người đưa cái tờ nào bù hồ mạng, ta sợ là sớm bị vương gia sát thủ ám sát rồi. Thật ra đây đối với thiền gia mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất thì chứng minh thiền gia đích làm ăn càng ngày càng lớn, ngay cả vương gia cũng lo sợ. Vương gia tại Kim Châu hơn 100 năm ăn đứng không ngã, căn cơ thâm hậu, nghe nói còn có đại thần võ giả tọa trấn. Nếu mà cùng so sánh thì căn cơ của ta còn quá yếu. Kim Hổ, ngươi đi lấy
cho ta đồ vật mà ta muốn tặng cho Trác tiên sinh. Vâng ạ. Trác tiên sinh, đây là chìa khóa biệt thự công viên Phương Thiên Cơ, giá trị thì thị trường trên 5.000 vạn. Đã vậy thì ta không khách khí với thiên gia nữa. Ta lần này tới là muốn ông giúp ta mua một ít cực phẩm ngọc thạch hoặc là vạn sách biển sầu. Nếu như ông đường dây mua bán nào thì nhất định phải giúp ta. Cái này, hai trương bùa hộ mạng cho ông. Đã tạ ta kiên sinh, ta nhất định sẽ giúp người đi tìm nguồn cung cấp. Được rồi, ta sẽ không làm phiền nữa. Khi nào có nguồn cung cấp, nhớ báo cho ta. Cho tiên sinh, ta tiễn ngài. À, không còn. Cẩn thận vương gia, nhân cơ hội đồng thủ với ông đó. Chắc bất phàm thật là bị ổn. Ta nhất định phải bất cứ gia nào phải cùng hắn làm tốt mối quan hệ. Kim hộ, dạ thiên gia. Mau chóng đi liên hệ cực phẩm với Ngọc Thạch và quan sát bị sầu. Tội đến. Tư thẩm à, qua mấy ngày nữa chính là họp lớp rồi. Nhà Tống Nhã Lệ, Mơ Tinh Nguyệt. Tư thẩm, cậu bây giờ là tổng giám đốc rồi, nhất định có thể vắng mặt trong cuộc họp lớp chúng ta. Từ lúc trước cao ngạo hòa khôi trường học, bây giờ hèn gì, ta cũng không được người. Lần này tới là cố ý kéo người đến bàn học trong buổi đều xấu. Cậu lúc trước là hòa khôi của giảng đường chúng ta, họp lớp sao có thể thiếu cậu được cơ chứ. Ai có thể nghĩ ra một đời hòa khôi học trường học hôm nay lấy gái cho một tên phế vật. Nhất định phải lần này đến họp váy cho nó nhục mặt. Gần đây công ty tế bận quá, nếu có thời gian tôi nhất định sẽ qua. Tư thẩm, anh về rồi. Đâu rồi? Tề như trí nhớ cách trước của mình thì người phụ nữ mặc áo màu vàng có tên là Tống Nhã Lệ là một chủ công ty nội thất nhỏ. Còn người mặc áo xanh phục kia là Mô Tinh Nguyệt, là một người giàu có. Bọn chúng đều không quen Tự Tấm, làm sao lại đột nhiên đến nơi này? Tự Thấm à, đây là chồng cậu Trác Bất Phàm sao? Tự Thấm, không phải, tôi nói với cậu, lúc trước cậu là hòa khôi của trường, làm sao lại phải gả cho cái tên phế vật Trác Bất Phàm này vậy? Nhã Lì, con không thể nói như vậy được. Tình huống như thì bảo, không chừng Tự Thấm lại thích cái loại phế vật này. Ai có thể nghĩ được năm đó người người đều không thể chạm vào hòa khôi của trường, vậy mà bây giờ gả cho một tên phế vật. Đã vậy con muốn ở lại chăm chọc khiêu khích đi chứ. Mình ma luyện đến trăm năm đạo tầm, đối với mấy cái lời chăm chọc khiêu khích ngược lại không có vấn đề gì, chỉ tội cho Tự Thẩm. Nhưng Tự Thẩm yên tâm đi, bây giờ anh đã có năng lực biến em trở thành công chúa, ai chờ đi. Ây già, Trác Bất Phàm à, nhìn thấy chúng tôi cậu không nói lời nào là làm sao vậy, tự ti à? Các người cứ trò chuyện, tới lên ngồi ngủ trước đây. Đời đã. Trác đại thiếu, ở trong tay là thứ gì vậy? Không phải là cho quà cho Tự Thẩm sao? Xem ra nhất định là rất phú nhỉ. Tự Thẩm à, không ngại để chồng cậu đem lễ vật kia ra cho chúng tôi xem một chút đi. Nhưng mà Trác Bất Phàm tuy tiện mua đồ mà thôi, không có gì hay để xem đâu. Nhưng mà Trác Bất Phàm là Trác già, có thể có cái gì đáng tiền lễ vật chứ? Một lũ rác rưởi. Tự Thẩm, cái này là bằng hữu của anh đưa tới, em xem một chút có thích hay không. Mau mở ra nhìn phát nào. Ôi, chờ thấy là đồ rác rưởi rồi, nhất định là phải cười nhạo Tự Thẩm một phen này mới được. Trác Bất Phàm đưa cho Tự Thẩm đích thực là lễ vật rác rưởi, lần này phải cười nhạo túi mặt nó luôn. Phong Thiên Kiều, cái này đây là chìa khóa biệt thự Phượng Thiên Kiều, làm sao có thể chứ? Căn biệt thự Phượng Thiên Kiều trị giá ít nhất cũng phải 5-6 ngàn vạn. Cảm ơn anh Bất Phàm. Nhà của mình cũng chỉ nhiều lắm là 500 vàng mà thôi. Trác Bất Phàm là một tên phế vật, làm sao có thể mua được biệt thự mắc như vậy chứ? Tên Trác Bất Phàm là một tên phế vật như anh, làm sao có thể mua được biệt thự thiên kiêu vậy?
Trác Bất Phàm à, anh không nên vì mặt mũi mà cố ý làm giả một cái chìa khóa để gạt người chứ hả? Các người dù có tin hay không thì tùy, dù sao thì cũng không phải dành cho bọn người. Cái loại nam nhân này tôi thấy nhiều rồi, chắc là vì tại trước mặt người khác khoe khoang, cố ý mua một cái chìa khóa giả. Haha, đi rồi, nam nhân luôn thích chi diện mà. Nhưng mà cái này là chìa khóa cũng đáng giá không biết tiền đâu. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Lúc ăn cơm em sẽ cho dì Vương gọi anh. Được rồi. Bất Phạm, anh thật chẳng lẽ vì mặt mũi mới lấy cái chìa khóa giả sao? Ngày hôm sau đi học, từ thấm từ tốt quá. Mỗi ngày đều tự mình lái xe đưa mình đến trường. Ôi. Ngày hôm qua người không sao chứ? À, người xem bộ dáng của ta bây giờ xem có giống có chuyện gì không? Này, tớ vừa nghe nói là Vương Tử Bình hắn đã tìm thấy đường huynh. Hôm nay hắn vào võ đạo giảng quyết dạy cho ngươi một bài học đó. Đường huynh của hắn à? Đường huynh hắn tên là Vương Phi Tường, cũng là học sinh của trường chúng ta, là tại quầy quần đồ đại điện tam đoạn rồi. Vậy còn chờ cái gì nữa, chúng ta đi qua xem một chút nào. Vậy cháu Bác Phạm, đợi một chút, ngươi cẩn thận một chút đi. Đối phương là tài quan quân đồ đại điện tam đoạn đó. Yên tâm đi. Tại phòng thể dục, tài quan đồ là kỹ thuật chiến đấu còn chiến mạnh nhất mẹ nhất, không có cách nào thứ hai hơn được. Cho nên Aberdersker Phi Tường à, tí người thấy đối đầu với tên tiểu tử kia, vậy tí nữa thì hãy cho bọn ta xem người dọn dẹp cái đống rác đó như thế nào nha. Được thôi, ta là taekwondo đai đen, chiến đấu một trong một với ta, hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Lúc trước hắn bày tỏ ra thái độ khiêm nhường cho Vương Thiếu, xin lỗi hắn thì không làm, hôm nay hắn chết chắc rồi. Chính là trong một phàm tư cao tự đại, làm cho hắn chịu chút đau khổ cũng tốt. Chắc Bất Phàm không phải người như vậy đâu. Cầm miệng lại. Em cẩn thận, chỉ nói với nhị tốt là em ra ngoài chơi lâu lỏng đó. Tốt lắm. Trước hết, để cho hội trưởng tại quần đồ vườn thì biểu diễn một chút cho mọi người xem. Wow, Phương hợp trưởng thật đẹp trai. Vợ xoái ca lại biết võ thuật này chứ. Thật tốt, nếu mình là bạn gái của anh ấy, tôi nhất định sẽ theo đuổi Vương học trưởng. Người, qua đây luyện tập cùng ta đi. Cái gì? Cái này là Trác Bất Phàm chẳng qua là một tên phế vật, một chút vờ tài quần đồ cơ sở cũng không có. Đỡ hắn cùng luyện tập vậy, đợt này hắn thảm rồi. Đang đời, ai bảo hắn là giám đốc tội với Vương Tử Bình. Cái này là Vương Phì hôm nay chính là thay cho mặt cho Vương Tử Bình ra mặt rồi. Trác Bất Phàm đúng là không biết tự lượng sức mình. Ở trong mắt ta, bọn tài quần đồ các người chẳng qua chỉ là trẻ nít đánh nhau tấu hài mà thôi, thiếu hiểu biết về võ thuật chân chính. Trác Bất Phàm thật sự là cho mình là đổi trời đạp đất vì đánh bại được mấy cái tên cung đồ hồi trước sao? Rồi xem thường tài quần đồ sao? Trác Bất Phàm à, đã đến nơi này thì cái hoàn cảnh này ngươi rõ ràng cũng còn vì mặt mũi để mạnh mẽ chống đỡ sao? Chẳng lẽ còn với Vương Thiếu nói lời xin lỗi cũng khó như vậy sao? Ngươi là cái thá gì cũng dám làm nhục tài quần đồ? Đơn giản là tự tìm cái chết. Ta cho một cước là có thể phế ngươi. Giỡn.